cặp Bắc Hà đầu tiên. Hai con là nó cùng màu đấy, nhưng mà cái con đực kia là nó chưa có tắm bằng sữa tắm, nó không tắm bằng cái sữa tắm cho cái con chó màu trắng, cho nên nó cái màu nó ra màu thế, nhìn như màu vàng nhạt đấy. Ok, Bắc Hà Sù, con của bố trắng mẹ trắng, đẻ ra toàn con trắng ra. Đang tìm mẹ nó để bú. Đây tiện nhất luôn thế này. Nào con đã. Một đực. Một cái. Một đực, hai đực một cái này. Còn hai thằng này còn chưa dậy này. Đực tiếp này. Ba đực này. Đây. Ba đực hai cái. Bắt đầu đen. Ba đực hai cái. Bố trắng mẹ trắng, đẻ ra năm con trắng luôn. Nhờ này, như lông này, lông con Bắc Hà Sù ấy, nhìn cái đuôi của nó chưa? Cái đuôi lông nó dày chưa? Nó dày từ bé nhá. Nó dày như là kiểu lông sam. Từ bé cái đuôi của nó đã thế. Cái con cọc và cái con nào dày đuôi đuôi nó vẫn khác đúng không? Đuôi nó không có xù như thế. Thì nó phải như thế thì cái đuôi về sau nó lông nó mới như thế kia. Đây là con của, xem là có con nào bị thừa ngón không? Lần lượt từng con một này. Con này không thừa này. Con này không này. Yên Queen từ từ đã. Tốt đấy, không có con nào thừa ngón. Con bố với con mẹ của nó không có thừa, thành ra là con không có con nào thừa ngón. Tốt đấy, đàn này thế là tốt. Hai cái ba đực. Ok. Queen này, Queen. Đàn này là tính ra như thế là bố mẹ là khung khá là to. Con bố chắc bây giờ chắc phải 28 cân. Con bố 28 cân, con mẹ là hôm trước cân là bao nhiêu nhỉ? Hôm con mẹ hôm trước nhấc lên bao nhiêu? Hình như là 23 cân. 23. Hình như hôm trước nhấc lên là 23. 23. 23 hay là 24. To đấy. Ok.